Kinh ngạc. Hằng ngày làm việc căng, nhưng lúc này mọi việc đều quăng. Hôm cuối cùng làm việc trong năm, căng mắt giật lì xì cho may mắn. Thôi chết, sếp đang chơi đa xì, chắc toang rồi. Vào dừng lại lôi thôi, quê sếp lại rồi cùng bèm thôi. Tôi sẽ rình rình rồi ăn hôi, ông xít cuộc gọi người yêu tôi tới. Alo, em à, mày nên cầm mõm. À đâu anh vừa nói đồng nghiệp, anh đang bận quá nhiều việc. Sếp đang ảnh anh kịch liệt, dạo này lao gánh tim. Sao cơ gặp bố mẹ à, riêng môn này anh bị gà. Anh chưa được sẵn sàng mà, đừng quạo nữa xấu ra. Chốt nha, Tết năm nay anh sang nha. Tưởng được về nhà cầy liên quân, Tết này mình chẳng được yên thân. Rất sợ nghe những thứ yên tâm, các bác siêng năng khuyên răn về nhiều nguyên tắc. Chẳng còn chờ mong Tết, bao việc lo âu còn không hết. Nếu mà ăn Tết giống trong game, có lẽ tôi AFK luôn cho đỡ mệt. Tỏ tè tí, số thuê bao khôn linh, đa siêu bận. Tìm nhà hoài không ra, sau lúc gọi mất hút chẳng cầm ấy đi, nhưng rất cần support. Cậu bạn cần chi, tôi biết từng nhà từng người luôn ý. Tôi muốn đến thăm ông Joker trong khu này. Liệu bạn nhầm gì không? Trong xóm này thì cực kỳ đông. Tên giống bạn vừa gọi thì không, đâu có người nào họ và tên sớm. Chắc chưa, hay là tại ông không biết. Người yêu tôi dặn tôi rồi mà, Joker là bố nàng mà. Hôm nay hẹn tôi về nhà, bực mình quá tránh ra. Alo chồng đang tìm nhà, đi tít tận cuối đường à. Xong rẽ vào ngõ hàng gà, được để tốc biến qua. Thế nha, bấm chuông cưng ra luôn nha. Làm gì muộn tận 10 phút đây. Anh gọi em nhưng không nhấc máy. Xong gặp ngay cái lão đơ đơ bà ngơ. Không biết dỗ cơ rất là khó đỡ. Vì chẳng hề liên quan, không phải dỗ cơ là dỗ hắn. Tôi vừa nghe đã biết anh mê liên quân hay chơi dỗ cơ nên anh mới loạn. Mọi khi vào game tự tin và rất chắc keo, mà nay ngồi đây sở cứu chột hết chắc teo. Nhà anh ở đâu, việc anh lương tháng bao đồng? Ở chỗ làm danh của anh thường Tết nhiều không? Kìa ba chúc Tết mà sao hỏi đắng lòng. Anh nào đâu lên trứng chồng, anh chỉ mới ra mắt gia đình thôi. Vì sao không chúc năm mới thật vang dội, tốt việc tranh tăng gấp bội. Chúc đời anh luôn cuốn game mà thôi. Dậy cha mẹ ghê luôn đó bà, vừa yêu mà bênh nhau thế à. Vậy anh định sang chúc Tết à, sao lại không cầm chú quà. Ôi kìa quà quên mất tặng quà, thôi chết tôi rồi. Anh già ba em đùa mà liên quân cũng có quà. Mùng một Tết không còn xa, không còn xa. Mùng một free 10 triệu quân huy, trao tặng SH đẹp mê ly. Có cả iPhone XS đó anh em mơ cùng trao luôn cơ giặt vàng hết cỡ. Giật lì xì hăng lên, công nhận liên quân đầu tư khen. Nên mùng một Tết nhớ chơi liên quân đi quân huy cho free cơ hội chung quà. Mùng một Tết nhớ chơi liên quân đi quân huy cho free cơ hội chung quà. Mùng một Tết nhớ chơi liên quân đi quân huy cho free cơ hội chung quà. Theo dõi ngay các kênh chính thức của Garena Liên Quân Mobile để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.